Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tham quan cái lễ hội cầu may trong kinh doanh của người Nhật. Địa điểm là tại đền Imamiya Ebisu, thành phố Osaka, được tổ chức từ ngày 1 cho đến ngày 11 tháng riêng hàng năm để cầu sự may mắn cho việc làm ăn. Ngày chính là ngày 10, có nghĩa là ngày hôm nay này, có một cuộc diễu hành rực rỡ nhưng mà mình đi muộn quá nên không thể tham gia được cái diễu hành đấy. Cùng đi xem lễ hội Toka Ebisu ở Osaka như thế nào nhé. Một đàn chim mồ câu đang đậu ở dưới công viên tránh rét. Con nào con nấy đều đã rét run. Giờ mình cứ đi vào chắc là nó cũng chả bay đâu. Cũng có bay nhưng mà cho bay xong lại bay xuống. Bây giờ bọn mình đang ở trong cái lối đi vào đền. Từ đây mà vào đền chắc mất khoảng tầm 1 cây cho đến hơn 1 cây số đấy. Xung quanh lối đi vào đền thì gồm có những gian hàng bán đồ ăn như là bán mấy cái đồ linh tinh chẳng hạn. Ở đây là có giống cả trò chơi bi giống Việt Nam mà. Đây làm gì đây? Bi nhảy ở đây này, dùng bê tông này. Con lo xo này. Bắn bi lên trên này. Đấy, chắc là chui vào lỗ nào có ô thưởng nó đấy sao ấy. Mình hiểu rồi. Có nghĩa là đút bi ở trong này này, bắn lên trên này. Đấy, nếu mà bi nó vào tròn một hàng nhá, tròn một hàng này này thì sẽ được quà. Quà là mũi tên này. Rồi súng cu này, súng phun nước này, còi. Còi nhá, chắc là này. Này, dành cho mấy em thiếu nhì chơi. Ồ, mình không biết đây là cái gì, rất là ngon này. Này bánh cá. Ui, có cả cá nướng này. Ở giữa đặt cái lò than này. Ở xung quanh thì cắm cá cho chín này. Ở đây thịt nướng này. Thịt nướng ở bên Nhật Bản thì nó dùng sốt và ngọt chứ nó không dùng sả như bên Việt Nam mình đâu. Còn đây là takoyaki, bánh bạch tuộc nướng này. Này bánh cá này rất là ngọt, béo. Ở bên trong này có nhân đậu đỏ. Đây là bánh chuối à? Cái kiểu bánh chuối của này nhá, chuối người ta nồi hết vỏ ra này, xong người ta sẽ nhúng vào sô cô la này. Ở bên trong là chuối bình thường đấy, quả chuối bình thường ấy, xong ở bên ngoài là sô cô la các thứ ấy, ngọt, ăn rất là ngọt. Đây là da gà này, da gà người ta nồi ra xong người ta cuộn trở lại người ta nướng ấy. Hóa ra là bên ngoài là da này, còn ở bên trong thì nó là thịt băm, như thịt băm. Hóa ra thế. Đây là người ta đang nướng hạt dẻ này. Đây vỏ hạt dẻ này. Đây là dâu tây với cả nho này, bao phủ bên ngoài là một nước sốt ngọt vãi chưởng. Còn đây là mì xào. Người ta xào một đống lên xong người ta cắt dần cho khách này. Ôi nhiều vãi chưởng. Nhiều lắm. Ui dồi ôi, nhà ăn thì bao giờ mới hết. Time service, 300 yen.
Còn đây là thịt cua, mà cũng không phải thịt cua đâu, chỉ là vị giống thịt cua thôi. Đây là bánh dâu này, cái trắng trắng, phần trắng trắng này này, đây là phần nếp này, kiểu bánh nếp ấy. Ở bên trên là người ta để một quả dâu tây bên trên ấy. Mình đã từng ăn thử cái bánh này rồi, nói chung là cũng không hợp khẩu vị cho lắm. Đây xúc xích này. Mọi người biết đây là gì không? Con này giống quả gì? Đây là hồng nhá, quả hồng nhá, quả hồng khô. Ăn rất là ngọt, ngon, thơm. Bên này là hồng này, người ta thái ra cho khách người ta ăn thử này. Nếu mà ngon thì khách sẽ mua. Còn đây là khoai này, đây là khoai khô đấy, khoai lang khô đấy. Rất là ngon. Ủa, cái chỗ này nó có mùi giống cửa hàng Oh My ở bên Việt Nam ý. Không biết ăn có giống không? Giống kiểu Oh My Việt Nam. Đây là bánh táo này. Ở bên trong là táo thật đấy nhá, nhưng mà người ta quyết thêm một cái lớp gọi là lớp sốt à, ngọt ở bên ngoài nữa. À, như kiểu táo đường ấy, bánh táo đường ấy. Không phải bánh mà là quả táo đường ấy. Táo hết đấy. Giờ mình sẽ mua một miếng bạch tuộc nhá. Dâu bạch tuộc nướng. Hết 400 yên tương ứng cả 80.000 Việt Nam. Một cái dâu bạch tuộc. Gì? Có đen không? Đây chính là đền Ebisu đây, diễn ra cái lễ hội Toka Ebisu. Còn đây là văn hóa Nhật, trước khi vào đền là phải rửa tay. Cái văn hóa này thì được gọi là Chōzu. Khi vào đền thì người ta sẽ phát cho một cành trúc để đặt trên bàn thờ nhà mình, bàn thờ Shinto ở trong nhà mình để cầu lộc đấy. Cành trúc hoặc là cành tre may mắn được trang trí với rất là nhiều các biểu tượng may mắn như là đồng tiền vàng này, cá bền bền và nhanh lúa này, cũng là một biểu tượng rất phổ biến cho sự thịnh vượng trong kinh doanh này. Những cái đồng tiền vàng ấy thì được bán ngay tại bên cạnh cái chỗ phát cành trúc này này. Đấy, rất là nhiều, được các cô gái là treo lên trên này này. Mình phải mất tiền mua đấy, mất tiền mua những đồng tiền vàng. Hoặc là có những gian hàng này, tí nữa mình sẽ ra đấy, trải dài từ đầu bên trái cho đến đầu bên phải này. Những cái chỗ đèn lồng ấy, có đèn lồng ấy, chỗ đấy là toàn những chỗ bán tiền vàng rồi những cái biểu tượng may mắn để gắn lên cành trúc thôi. Thank you.
Đây là bốc quẻ may mắn này. Omikuji. Ở đây là người ta buộc quẻ lại này. Những cái quẻ số mà người ta bốc cho năm nay hoặc là những cái quẻ mà năm ngoái người ta bốc ấy, thì người sẽ buộc lại ở những cái bảng này này. Mọi người để ý cái bảng đấy nhá. Ở trong cái bảng này người ta dán cái danh thiếp công ty của người ta và gõ. Danh thiếp thì mình có thể hiểu là người ta cầu cho sự may mắn trong kinh doanh của công ty. Còn người ta gõ thì mình không biết để làm gì. Để cái gì mình hỏi người nhà sau vậy. Người ta đang xếp hàng để gõ với cái này. Có cả người già nữa. Thì mình vừa mới hỏi một bác người Nhật xong thì bác ấy bảo là gì nhở? Cái ông thần ở trong cái ngôi đền này tai rất là kém. Và đây là ở đằng sau cái ngôi đền mà. Tuy nhiên là mọi người đập từ đằng sau để cho cái ông thần ấy nghe, có thể nghe được rõ hơn. Đập có thể nghe rõ hơn. Ý là như thế. Rất là hay. Xinh nha, đáng yêu nha. Thank you.
Ở những cái chỗ này này là những cái cành lộc, những cái thứ mà người ta mua, những cái thứ mà người ta mang từ chùa về từ năm ngoái thì người ta sẽ năm nay, đầu năm nay người ta sẽ mang đến chùa, người ta sẽ vứt tại cái thùng lớn này này. Đây là đồ của năm ngoái nhá, đây là đồ của năm ngoái này, tức là cua hết rồi, cành lá các thứ, cành lộc các thứ là héo hết rồi này. Ở bên này có một thùng này, ở bên kia có một thùng này. Người ta đang ném tiền vào trong kìa. Thường thì ném tiền xu để cầu nguyện thì người ta hay ném ra đồng 5 yên, cả đồng 10 yên. Rất là nhiều tiền xu. Nhiều kinh khủng khiếp. Nhiều lắm ấy. Ủa có cả người ta ném cả bịch đồng tiền xu kìa. Không biết là ai gom tiền xu xong người ta ném cả bịch hàng bịch xuống kìa. Cực kỳ nhiều. Lễ hội sẽ ra 3 ngày mà trong 3 ngày mà người ta gom đã 2 ngày rồi đấy. Hôm nay là ngày thứ 2, là ngày chính ấy. Còn được tầng này này. Người ta ném cầu nguyện này. Nhiều lắm. Cả tầm 1 sen này. Đây rồi. Tầm 1 sen, cả tầm 1 man, có cả tầm 2 triệu kìa. 200 nghìn này, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ôi 1 man nhiều lắm. 1 man nhiều lắm, trông mà hiếm đâu. Còn 1 man kìa, ngay con kia kìa. Đấy, 1 man này. 1 man tiếp này. Còn này cũng 1 man này. Cả 5 sen nữa, rất là nhiều. Họ đang chờ để vào trong điện chính để cầu may. Ở Nhật nó thế, đi đâu cũng phải xếp hàng. Đi trước thì vào trước, mà ở sau thì phải xếp hàng. Ok, hôm nay thì mình đã đưa mọi người đi tham quan cái lễ hội tại nơi mình đang sinh sống rồi. Một văn hóa rất là nổi tiếng ở bên Nhật Bản. Mọi người thấy clip hay thì nhớ đăng ký theo dõi kênh subscribe để cập nhật thêm nhiều clip hay hơn nhá. Chào gái. Chỗ này trông như hàng mã Việt Nam ấy nhở. なんかめっちゃ太陽が当たってる。